Xin chào các bạn, tôi là Lưu Thành Trung, kỹ thuật viên HIT mùa xuân 14040. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tốc độ cầm chừng của xe Wenfa sử dụng chế hòa khí. Bước đầu tiên, các bạn khởi động máy 10 phút, nằm bấm, sau đó tắt máy. Tiếp theo, các bạn vặn vít gió theo chiều kim đồng hồ, đến khi cảm thấy có trở lực thì vặn ngược lại 2/1/4 vòng. Sau đó các bạn dùng kìm kẹp ống khí chân không. Tiếp theo các bạn đè lổ. Các bạn vặn vít điều chỉnh tốc độ cầm chừng về 1.300 vòng một phút. Sau đó các bạn vặn vít gió theo chu kỳ đồng hồ hoặc ngược lại để tốc độ cầm chừng đạt giá trị lớn nhất. Sau đó các bạn vặn giảm đi 100 vòng, thêm 3/4 vòng. Sau đó các bạn tháo kìm ống dẫn khí, điều chỉnh tốc độ cầm chừng về 1.400 vòng theo đúng tiêu chuẩn. Cộng trừ 100 vòng. Các bạn tắt máy và khởi động lại. Và các bạn kiểm tra lại giá trị đồng hồ đạt 1.400 vòng cộng trừ 100 vòng.